Nào 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 nào, hôm nay xin mời cả nhà cùng ăn bánh xèo chén với Phương nha. Vô. Trong một miếng bánh xèo chén thì sẽ gồm có giá, có thịt, hoặc là có tôm, có thịt. Đó. Nào 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 nào, mời mọi người uống nước mắm chung với Duy Phương nha. Bày rồi đó bạn. Ăn bánh để chấm bánh nha, đừng nói lung tung, phát ngôn lung tung. Ủa, uống được mà. Uống đi, uống thử coi. Nè, này nè, uống thử đi. Nè. Thay vì bánh chấm thì cũng vô họng. Ừ. Uống cũng vô họng. Thì uống đi, uống thì đi. Tại sao mà mình không mà quên đồ uống? Rồi uống thử nè. Mày ba uống. Đâu. Ngon không, nha. Cái đó là húp. Cái đó là húp nha, uống liếm. Liếm. Rồi ok bạn. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bữa tiệc bánh xèo buổi tối ngày hôm nay sau khi mà ekip mini tụi mình quay xong những cái tiểu phẩm, những cái phim cinematic sẽ được phát ở trên các phương tiện truyền thông. Thôi và đây cô gái vàng trong làng không ăn rau. Wow đây cả nhà coi, rau rất là hoành tráng luôn nha, rất là tươi xanh mơn mởn à. Cái này là dập thôi, không sao, không đáng kể, vẫn ăn được nha. Và miền Tây. Ủa bánh khọt hả? Bánh xèo chứ? Bớt nè bạn, bánh khọt. Ủa tưởng bánh xèo chén. Ủa bánh khọt nó phải tròn tròn nhỏ nhỏ vậy chứ sao? Ủa? Sao cái này nó bự và chặt bẹt ra vậy? Tại vì cái khuôn tùy khuôn à. Nào giờ có ăn đâu biết, tưởng đâu là cái bánh này bánh xèo chén mà sao bánh khọt nó tôi thấy là bánh khọt của người ta là phải mâm tròn tròn túp gì nè chứ đâu mà sao nó cứ chặt bẹt như vậy ta. Bánh khọt miền Tây nha cả nhà. Nước mắm ơi, miền Tây, hành miền hành Hồ, có hành nè, có hành hai miếng, ba bốn miếng hành, bánh sợi hành luôn, rất là nhiều hành luôn. Rồi à, qua bên này cho sáng sủa này các bạn trẻ. Bánh gì bánh khọt hả? Bánh xèo à? À, biết hồi nãy tưởng bánh xèo mà ai về đâu nó là bánh khọt. À, một chén nước mắm rất là hấp dẫn luôn nha. Sau một ngày quay những cái clip, những cái tiểu phẩm vui có mà buồn cũng có luôn, thì cuối ngày được chị mẹ là chủ nhân của ngôi nhà này có chuẩn bị một phần bánh xèo khọt thế này cho mọi người ăn. Hy vọng là trong thời gian tới thì tụi mình có thể là tiếp tục được sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn, có thể làm một cái động lực để có thể là giúp cho Phương cũng như các bạn đây có thêm một cái tinh thần, một cái động lực để tiếp tục sản xuất, làm thêm những cái video vui về cuộc sống, giải trí, cảnh giác, cũng như là phản ánh được những góc độ nào đó của cuộc sống. Cảm ơn mọi người. Nào, bây giờ mời cả nhà cùng ăn bánh xèo khọt nha. Trời ơi, cái miệng. Trời ơi. Rồi, ăn như vậy mới cảm giác được trọn vẹn cái hương vị của cái bánh khọt nè, chứ tự nhiên. Không. Ham ăn á. Cái này là ham ăn. Một cái à, mình ăn hai cái. Ham ăn á, chứ không phải là tự nhiên. Tại vì cái bánh giấy nó bự quá. Nhưng mà mình ăn gì người ta làm được. Mình mới trọn vẹn được cái hương vị của bánh khọt. Còn hương vị của gì nữa mà rau tùm lum rồi sao mà ăn được cái ăn rau củ ăn cái cây. Đây là thánh ăn cây, thánh nữ không ăn thực vật, không thực vật. Còn tôi thì vẫn thực vật nhưng mà không ăn hành.